Chào mừng các bạn đến với kênh Nóc Tây Ninh của mình nhé. Ê, hiện tại bây giờ là 1:46 thứ năm ngày 9/12/2021. Đó. Bữa tối nay thì mình uống một ly cà phê vô và không ngủ được luôn. Không ngủ được, chả biết làm gì. Ra ngắm mấy em ốc xem bạch ngọc này. Quay lại cho các bạn xem. Đây, mình bước vô mình quay cho các bạn xem nha. Vô sẽ dẫm lên đó. Thời tiết hiện tại thì nó cũng không có lạnh lắm, hơi lạnh lắm. Mấy em nó cũng bỏ ra một ít ăn đi. Bỏ ra kiếm ăn. Ở trong này thì khá nhiều vậy. Nấp ở dưới cái lá này nhiều lắm. Mình rải lên một lớp lá và chui với cái lá này nó nhiều lắm. Có một số anh thì bò lên ăn mới thấy thôi. Các bạn thấy mấy em học sinh của mình sao? Thấy trắng khủng khiếp không nè? Các bạn nhìn ở dưới cái chân của nó trắng không có cái miếng vàng nào. Em này đang ăn thể hiện biểu cảm này. Nên cái đầu nó là hồng là nó mà nó ăn là nó đang ăn là cái đầu nó hồng lên vậy. Xa xa trong đó thì bò lên cái thành nhiều lắm. Mình hồi nãy mình cũng có quăng mớ thức ăn vô trong đó. Nói chung là nó bò ra xíu là nó có thể có thức ăn cho nó ăn luôn. Em đang buồn trên tấm ván này. Ở dưới tấm ván này thì cũng có khá nhiều, nhưng mà ở trong khu vực trong này là nó dày đặc luôn rồi. Cái lá này thì các bạn xem nó dưới đó. Nói chung là ở dưới lớp lá này còn nhiều lắm. Mình không ngủ được, mình có đôi khi mình không ngủ được thì mình có những lúc mình hơi bất thường tí.
bạn có xem video này thì cũng thông cảm nha. Em đang ăn hồng cái đầu luôn nè. Qua này mình cũng không có dạch lớp lá lên để coi lượng trứng này. Mấy bữa trước thì nó đã liên tục, hôm nay nó đã cũng khá nhiều rồi. Nhà mình nó đã dữ lắm, đang trong cái giai đoạn nó sinh sản á. Chỗ này nó có trứng không? Thấy cho các bạn xem. Thấy cái trứng này. Cái trứng của nó đó. Thank you.